của loa là 200W trên cặp loa, trở kháng của loa là 6 ohm, chiều cao là 50cm, chiều ngang của hai loa là 60cm trên hai loa. Tất cả đều nguyên bản, nguyên zin, hàng bán ra bao hoạt động ok, sử dụng tốt cho phòng tầm 50m2, hàng nội địa Nhật. Mình đang nghe nhạc không lời và test qua cặp loa Panasonic D50. Em sẽ quay mặt sau cho kênh tham khảo. Công suất nó nằm ở phía trước nên mặt sau mình sẽ không thấy được công suất. Đây là cặp loa Panasonic D50 nha, D30 nha. Em xin nhắc lại, bass là 23cm, công suất là 200W trên cặp loa. Lưới loa mình không tháo được, dặn tháo được bình thường, nhưng mà cái loa chén và chân cùng nó dính chung cái lưới loa nha. Bass là 23cm, công suất 200W, trở kháng là 6 ohm. Ghép được với amply size trung, size 28 đến size 32, ghép được amply size đại từ 34 cho tới 38. Công suất của amply ghép được cặp loa này là từ 100 cho tới 150W. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, canh nhận hàng tại nhà. Chỉ cần cọc giúp em 500.000 là em ship hàng tận nơi cho mình. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ, và khi canh nhận hàng thì thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Em bán hàng không bao ship. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931008099. Canh gọi đến số này để em tư vấn, hoặc canh ngại gọi đến thì canh có thể nhắn tin Zalo cho em 0931008099. Em sẽ tư vấn qua Zalo, gửi hình ảnh chi tiết và chốt hàng cho canh qua Zalo luôn nha. Cho địa chỉ, em ship tặng nhà và cọc giúp em 500.000. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các nào mua cặp loa Panasonic D30 thì vui lòng liên hệ đến số điện thoại trên bài đăng giúp em.